Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Trong thời gian gần đây, Từ Chính Khê là một cái tên khá được nhiều người quan tâm khi liên tục đảm nhận vai nam chính trong nhiều dự án phim lớn như Yên Ngữ Phú hợp tác cùng với Kiều Hân, Trọng Tử hợp tác cùng với Dương Siêu Việt và bộ phim ngôn tình hiện đại Công Chúa Của Ảnh Đế hợp tác cùng với Chu Khiết Quỳnh. Có không ít cư dân mạng tưởng rằng Từ Chính Khê là một tiểu sinh mới nổi của làng giải trí, nhưng thật ra nam diễn viên đã gần 40 tuổi và tham gia giới giải trí đã hơn một thập kỷ. Từ Chính Khê sinh ngày 5 tháng 5 năm 1985 và đã sớm ra mắt từ năm 2009 với bộ phim truyền hình cận đại Bản Sắc Anh Hùng. Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt nổi tiếng như Đường Yên, Lưu Thi Thi, Thích Vi. Từ Chính Khê tên khai sinh là Từ Chính, từng lấy nghệ danh là Từ Chính Hy, đến từ thành phố Thượng Hải. Chiều cao 1m85, với lợi thế về chiều cao cùng gương mặt, ngay từ khi 17-18 tuổi, Từ Chính Khê đã được bạn bè giới thiệu bắt đầu làm người mẫu, quay chụp quảng cáo. Năm 2005, anh từng giành giải quán quân chương trình siêu mẫu nam Trung Quốc toàn cầu. Quyết định dấn thân vào thị trường phim ảnh, Từ Chính Khê đã được chú ý với vai nam chính Quý Như Phong trong bộ phim tình cảm hiện đại Đánh Thức Tình Yêu vào năm 2011. Sau đó anh đánh dấu sự nghiệp với vai phản diện Vũ Văn Hộ trong bộ phim cổ trang Độc Cô Thiên Hạ và vai Phan Tiễn Trì trong bộ phim truyền hình Thời Dân Quốc Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ. Từ Chính Khê cũng được nhiều người nhận xét là gương mặt hợp với tạo hình cổ trang qua các bộ phim như Phượng Dịch, Độc Cô Thiên Hạ, Cửu Châu Thiên Không Thành 2, Yên Ngữ Phú, Cẩm Y Dạ Hành. Ngoài tạo hình cổ trang, tạo hình của anh trong các bộ phim hiện đại, dù là vai chính hay vai phụ cũng nhận được sự chú ý như 10 năm 3 tháng 30 ngày, Giữa Chốn Bồng Lai, Công Chúa Của Ảnh Đế. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của Từ Chính Khê cũng xuất hiện một số bóng hồng. Sau khi hợp tác với nhau trong bộ phim Vệ Tử Phu, Từ Chính Khê phim giả tình thật cùng với nữ diễn viên người Hồng Kông sinh năm 1979, Chu Lệ Kỳ. Tuy nhiên đến giữa năm 2015, cặp đôi tuyên bố chia tay chấm dứt sau 2 năm hẹn hò. Không lâu sau đó rộ tin đồn, Từ Chính Khê hẹn hò với Tống Nguyên Phi. Vài năm trở lại đây, sự nghiệp phim ảnh của Từ Chính Khê có bước tiến rõ rệt khi anh liên tiếp đảm nhận vai nam chính trong nhiều dự án phim lớn như Yên Ngữ Phú, Trọng Tử, Công Chúa Của Ảnh Đế, Tạo Tác Thời Quang. Bộ phim cổ trang Yên Ngữ Phú đã có lịch chiếu vào đầu năm 2022 và nhận về phản hồi khá tích cực từ người xem. Trong bộ phim này, Từ Chính Khê vào vai vị vương gia lạnh lùng phúc hắc Lương Dực, có duyên gặp gỡ với đại tiểu thư Thu Yên, không được sủng ái của Thu Phủ. Bộ phim Yên Ngữ Phú tuy không sở hữu lưu lượng và không được tuyên truyền quá nhiều, nhưng với nội dung và dàn diễn viên hấp dẫn vẫn thu hút khá nhiều người xem. Ngoài ra, bộ phim cũng được nhật báo phụ nữ Trung Quốc khen ngợi vì xây dựng hình tượng nữ chính theo kịp thời đại. Với bộ phim Trọng Tử, Từ Chính Khê hợp tác cùng với Dương Siêu Việt tiếp tục là bộ phim cổ trang dự kiến sẽ có lịch chiếu vào thời gian tới. Với bộ phim mới này, trong tạo hình cổ trang, Từ Chính Khê tiếp tục nhận được lời khen của khán giả. Với bộ phim ngôn tình truyền thể Công Chúa Của Ảnh Đế hợp tác cùng với Chu Khiết Quỳnh cũng là bộ phim khá được khán giả mong chờ. Từ Chính Khê vào vai nam chính Mục Đình Châu là ảnh đế tính cách cao ngạo, lạnh lùng nhưng vô cùng kính nghiệp. Trong một cảnh quay tình cảm đau khổ với nữ chính Minh Vi do Chu Khiết Quỳnh thủ vai, vì quá nhập tâm mà anh thất thần rồi xảy ra tai nạn xe. Từ đây xảy ra khá nhiều chuyện giờ khóc giờ cười. Công Chúa Của Ảnh Đế dự kiến sẽ có lịch chiếu vào thời gian tới. Gần đây, Từ Chính Khê cũng vừa hoàn thành xong bộ phim cổ trang Tạo Tác Thời Quang hợp tác cùng với Mạnh Từ Nghĩa. Phim được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ánh. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.